Từ lần Trương sẵn diễn cái kia hai đầu lòng tộc về sau, bọn hắn một mực liền rất điệu thấp, cũng không có lại ra tay săn lòng giết dòng. Mọi người chẳng qua là củng cố lấy huyết mạch tối thể ra mang tới chỗ tốt. Là mình vũ dùng thời gian 10 ngày, tiến hóa lần kia tối thể sở giữ, không tiếp tục ra tay, là bởi vì lần trước hành động quá trình bên trong gõ cảnh báo. Bọn hắn dù sao đối với thiên long tinh bên trong lòng tộc còn chưa đủ quen thuộc, đợi đến thăng long đại tái về sau mới có thể lần nữa thành đống, mà thăng long đại tái cũng chính là bọn hắn tìm kiếm mục tiêu cơ hội tốt. Hiện tại thì bọn hắn đã coi như là tại thiên long tinh đâm xuống căn cơ, tương lai có nhiều hơn thời gian chậm chậm cầu chi. Thông qua cùng với thụ lão cầu thông làm Huyền Vũ biết, cùng với hệ thực phần các đại não phối hợp ra tù luyện tam thập tam thiên sực mọi người, tiến bộ cũng đều rất nhanh, so tài trong học viện lúc tốt nghiệp tù luyện muốn mau hơn không ít. Đợi đến thăng long đại tái kết thúc về sau, làm Huyền Vũ liền kế hoạch được nhường hệ thực phần các đại não trở về hành tinh mẹ một điểm, đem sinh mệnh năng lượng mang về, nhìn một chút có phải hay không có thể tứ nhẫn vĩnh hằng chi thụ. Nếu như có thể có được, cái kia hết thảy liền đều có thể tiếp tục, hết thảy đều tài chiều lấy tốt nhà phương hướng phát triển. Khoảng cách thăng long đại tái còn có 3 ngày thời gian, Hoàng Nguyên Lang đến lúc này nữa, tìm được là Minh Vũ cùng Bạch Tú Tú. Chúng ta ngày mai sẽ phải xuất phát, các người thu thập, chuẩn bị một chút. Hoàng Nguyên Lãng hôm nay mặc vào một thân màu trắng trang phục bình thường, tôn lên trên ánh tuấn dung mạo cùng với thon dài thẳng tắp sáng người, quả thực là vẻ vàng lấp lánh. Nhìn xem trên mặt hắn mỉm cười, cùng với ánh mắt bên trong đối với mình vẻ si mê, là mình vũ liền có một loại muốn một bàn tay quất lên trên cảm giác, cái tên này rõ ràng là tạp ngấp nghé chính mình. Được, là mình vũ gật đầu liền chuẩn bị tiễn khách. Hoàng Nguyên Lãng lại nói, các ngươi gần nhất tù luyện cũng cực khổ, không bây giờ thiên thử giã một tí, ban đêm ta mời các ngươi ăn một bữa cơm. Bạch Tú Tú nhìn một thoáng Hoàng Nguyên Lãng, nhìn lại một chút là Huyền Vũ cố nén ý cười nói, ta thì không đi được, các ngươi đi thôi, ta cuối cùng là lại chuẩn bị. Hoàng Nguyên Lãng không chút do dự nói, cũng tốt lắm, ngươi có khả năng nhất định phải đến dự, ta có một chút liên quan tới thằng lòng đại tái tình huống, cũng muốn chia sẻ cho ngươi, chúng ta phân tích một chút thằng lòng đại tái phải đối mặt đối thủ. La Miên Vũ thở sâu bất động thanh sắc nói, được. Hoàng Nguyên Lãng mừng rỡ, cái kia buổi tối ta tới đón ngươi, ta để trước bố trí một thoáng. Nói xong thì hắn hoàn thiên hỉ đại địa đi. La Miên Vũ đóng cửa phòng, vẻ mặt bình tĩnh hướng về của Bạch Tú Tú, ngươi muốn làm gì? Bạch Tú Tú hai tay ôm ngực, một bộ sợ sệt bộ dáng, nhưng mà nụ cười trên mặt lại là không che giấu được. Không thể không nói, Lam Thư Thư, ngươi lực lượng hấp dẫn thật sự chính là rất tuyệt đó, ha ha ha. Lóe lên trên ánh bạc, Lam Minh Vũ lúc này đã xuất hiện tại Bạch Tú Tú sau lưng, một bàn tay vỗ nhẹ tại cái mông của nàng. Ái ui, ngươi đánh là ta sao? Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại xoay tròn, hai tay giống như là hắn nện đi. Lam Minh Vũ đem nàng ôm lấy hùng tợn nói, lại treo đồ ta, ta liền ăn ngươi. Nói xong thì hùng hằng hôn lên trên môi của nàng. May mắn lúc này Hoàng Nguyên Lãng nhìn không thấy, bằng không thì khiến cho hắn thấy hai cái đại mỹ nữ thầm tạ cùng một chỗ, hình ảnh quá đẹp, không biết trong lòng sẽ như thế nào cảm thụ. Màn đêm buông xuống, Hoàng Nguyên Lãng tự mình ngồi xe sòng đến đầy tiếp Lam Minh Vũ. Lam Minh Vũ thật tốt điều chỉnh lại một thoáng chính mình, được sự giúp đỡ của tần bảo thú huyễn hóa ra một thân quần áo mới, lúc này mới đáp ứng lời mời mà ra, đi theo Hoàng Nguyên Lãng leo lên trên xe sòng. Hoàng Nguyên Lãng lúc này chính mình trong lòng xạ bộ này không biết có phải hay không là trải qua cải biến. Đúng vào lúc này là hai cái vị trí sóng vai mà ngồi. Hắn trước hết là mời Lam Miền Vũ ngồi xuống, chính mình mới tùy theo đó ngồi xuống ôn tồn lễ độ hướng về Lam Miền Vũ mỉm cười nói, Lam, ngươi có cái gì đó thích ăn đồ vật sao? Lam Minh Vũ yên lặng lắc đầu, mặc dù âm thanh của nàng cũng là thông qua tần bảo thú cải thiện, nhưng ít nói chuyện là tốt nhất che giấu phương pháp. Hoàng Nguyên Lãng mỉm cười nói, ta đây liền ăn bài vậy. Ừ, Lam Minh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Nguyên Lãng lại nói, long thương cùng với thần long sáp người thích ứng như thế nào? Lam Minh Vũ nói, còn có khả năng đi, lực lượng tăng cường tương đối rõ ràng. Hoàng Nguyên Lãng cười nói, thẳng thắn mà nói ta đều có chút hâm mộ người đấy. Người bộ kia thần long sáp tại chúng ta hoàng gia tới nói, đã là nhất phẩm chất cao, long thương cũng vậy, phụ thân hoàn toàn là dựa theo chân chính lòng kỵ sĩ cho người phân phối. Liền là hy vọng rằng người lần này có thể xông vào đồ bán kết, chính ngươi cảm thấy nắm bắt tính như thế nào? Lam Minh Vũ lắc đầu rồi nói, không cùng với mặt khác long tổng giao thủ qua ta cũng không rõ ràng cho lắm. Hoàng Nguyên Lãng cười nói, chủ yếu là ta cảm giác rằng mình đánh không lại người, bằng không thì cũng có thể cho người làm bồi luyện. Lam Minh Vũ trong lòng hơi động, quay đầu nhìn hắn một cái.
Cảm nhận được La Miên Vũ nhìn về phía mình ánh mắt sương như không nữa như vậy lạnh như băng, Hoàng Nguyên Lãng lập tức trong lòng hơi động, không khỏi âm thầm trách cứ chính mình. Vì cái gì không nói sớm ra một chút nghĩ đến cái này biện pháp, nếu đã sớm một chút nghĩ đến có khả năng làm cho nàng làm bồi luyện, nói không chừng sớm liền có thể càng thân cận một chút. Nhưng hắn lại làm sao biết La Miên Vũ nhìn hắn, là bởi vì trong lòng nghĩ là thuần phệ một cái trung vị long tộc đều mang đến tốt như vậy tu luyện thể quả. Cái này nếu là thuần phệ thượng vị long tộc, hiệu quả sẽ như thế nào khẳng định là sẽ tốt đi. Hoàng Nguyên Lãng nói, chờ tranh tài thỉnh thoảng thời điểm đi, muốn đối với chính mình có lòng tin. Liên mặc khủng long kỵ sĩ đại nhân đều nói người rất có tiềm năng, có cơ hội trở thành vị kế tiếp long kỵ sĩ đấy. Ừ, La Miên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Chỗ ăn cơm hiển nhiên là Hoàng Nguyên Lãng tỉ mỉ chọn lựa qua, xa hoa bố trí vành son lộng lẫy, riêng lớn ở trong thính đường chỉ có hai người bọn họ dùng cơm, đủ loại thiên long tình trần tù mỹ vị cái gì cần đều có. Hoàng Nguyên Lãng tay trong hiếu ân cần, hắn ánh mắt kia, hắn động tác kia còn có ngữ khí, khiến cho La Miên Vũ không khỏi từ đợt tê cả da đầu. Hắn thà rằng đối mặt với long tộc đại chiến một trận, cũng có một chút không nguyện ý đối mặt với trước mặt cảnh tượng như vậy. Vô luận cái này Hoàng Nguyên Lãng là ra tại trong mục đích gì, hắn mặt đối với chính mình dã vọng đã là rõ ràng rành. Có điều Hoàng Nguyên Lãng rõ ràng cũng có cố kỵ thân phận của nàng, chính trong cả quá trình đều không có bất kỳ cái gì vượt qua, chẳng qua là hiểu rõ rõ ràng phong thái của mình, mỗi một cái chi tiết nhỏ đều vô cùng chú trọng. La Miên Vũ cũng không dễ dàng, vẫn luôn luôn lạnh như băng, chỉ có thể là lá trái mặt trái quả thực là vất vả. Hoàng huynh, ngày mai chúng ta là bay qua sao? Vừa ăn đồ vật, La Miên Vũ vừa nói. Hoàng Nguyên Lãng nói, không cần chính chúng ta bay, chúng ta phải gìn giữ tốt thể lực, mà lại cũng không muốn bảo thủ bí mật. Năm nay Thăng Long đại tái, ngươi cùng với Tú Tú có thể là vũ khí bí mật. Quay đầu chúng ta ngồi phi long xe kéo đi qua. Phi long xe kéo người có khả năng còn không có ngồi qua, là từ hạ vị long tộc kéo túm xe bay, vô cùng hiếm thấy, chỉ có các đại thành chủ có tư cách ngồi. Phụ thân nắm phi long xe kéo cho chúng ta dùng. La Miên Vũ toát ra vẻ chợt hiểu, cảm tạ tộc trưởng. Hoàng Nguyên Lãng lúc này cười ha ha rồi nói, không cần cảm tạ cái gì, chỉ cần người có thể đi vào trong đấu bán kết, cái kia chính là lớn nhất cảm tạ cùng với đối với chúng ta hoàng gia trợ giúp. Đến để cho chúng ta đầy uống chén này. Theo Hoàng Nguyên Lãng nơi này, La Miên Vũ lại bộ lấy có một chút cùng với Thăng Long đại tái có liên quan tình huống, khiến cho hắn đối với cái này giải thi đấu hiểu rõ hơn mấy phần. Lần trước hấp thu hỏa long, dùng hỏa long lực lượng tôi thể đã qua được một quãng thời gian rất dài, hắn đã hoàn toàn có thể khả năng lần nữa thuần phệ hạ ra một con long tộc tiếp tục dùng long lực tôi thể tới tu luyện. Lần này vừa vặn tìm kiếm mục tiêu, có trước đó kinh nghiệm, lần này hắn muốn càng cẩn thận hơn mới được. Có điều gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi, không có long lực tối thể vẫn còn có tịch diệt thần lôi tối thể. Hắn đối với tịch diệt thần lôi ứng dụng đã cơ bản thuần thục, mà lại thân thể của mình đối với tịch diệt thần lôi, sức thừa nhận cũng theo đó tăng lên trên diện rộng. Mặc dù còn không thể nói điều khiển như cánh tay, nhưng ứng dụng tác chiến đã là không có vấn đề gì cả. Bốn nguyên tố tịch diệt thần lôi uy năng cực kỳ khủng bố, loại kia sức mạnh mang tính hủy diệt thật sự như thiên kiếp. Hoàng Nguyên Lãng mãi cho đến đem La Miên Vũ đưa quay trở về chỗ ở mới lễ phép cáo từ. Với hắn mà nói, La Miên Vũ chính là hiển nhiên là không thể là miễn cưỡng, chỉ có thể là dùng tình cảm hóa. Điểm này hắn đối với chính mình ngược lại là có lòng tin 10 phần, mà lại về sau Thăng Long tái còn có rất nhiều ở chung thời gian đấy. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, làm La Miên Vũ đi vào bên giường hướng mình nhìn ra ngoài. Lúc đó ở giữa một tòa giống như cỡ nhỏ cung điện long xe kéo đã đứng tại trong sân. Bốn đầu thân hình to lớn hạ vị long tổng phụ trách kéo túm chiếc con này long xe kéo. Chúng nó trên thân cột cố ra cố định trang bị, cùng một cái kia to lớn long xe kéo lố liền cùng một chỗ. Còn muốn giữ ra một khoảng cách, khiến cho lẫn nhau nhịp động long sừng thời điểm đó sẽ không đụng vào nhau. Long xe kéo không có xe rồng lớn như vậy, bởi vì có thể ngồi long xe kéo, nhất định là có thể hóa thân hình người thượng vị long tộc, cho nên nó tại thiết kế ban đầu liền chính là dựa theo kiểu nhân loại hình dáng long tộc ngồi ở tiến hành. Long xe kéo bản thân là dùng kim loại hiếm chế tạo thành, tản mát ra thăm thẳm hào quang. Cái này kim loại hiếm rõ ràng vẫn là hợp kim, chẳng qua là nhìn lên một cái, La Miên Vũ liền có thể cảm giác được. Cái này vì long xe kéo tự thành hệ thống, không chỉ lực lượng phòng ngự cường hãn, hơn nữa còn có che giấu đủ loại tìm kiếm công hiệu. Vì lần này Thăng Long đại tái, hoang gia đến thật sự là đại thủ bút.
Sớm đã thu thầm sẵn sàng là Huyền Vũ cùng Bạch Tú Tú đi ra cửa chính. Hoàng Nguyên Lang đã theo phi long xe kéo bên trên đi xuống chờ bọn hắn. Xem hai nữ đi tới, Hương các nàng làm sao một cái xấu tay xin mời. Hôm nay Hoàng Nguyên Lãng trang phục rõ ràng có chút khác biệt, mặc trên người màu vàng nhạt huyễn giáp, tóc chỉnh tề trải lũng ở sau ót, so với bình thường càng nhiều hơn ra mấy phần khí khai hào hùng bừng bừng phấn chấn. Lam Yên Vũ cùng Bạch Tú Tú riêng phần của mình đều là váy dài, đi theo hắn lên trên phi long xe kéo. Phi long xe kéo bên trên có lấy nhàn nhạt màu vàng lên, đến từ trung ương một cái huân chương lưu hương.